Tôi nghe chị Phương rồi. Alo, anh Tuấn bị bắt cóc rồi. Hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Anh chuẩn bị 5 tỷ gốc, ngày mai qua nhà gặp tôi. Ờ, nhưng mà tôi... Alo, alo. Chào chị. Anh tới rồi. Ờ, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao chúng ta không báo công an? Nhưng mà tên bắt cóc nói á, nếu mình báo công an thì anh Tuấn sẽ bị giết đó. Nhưng mà đưa tiền cho bọn nó đó cũng chưa chắc anh Tuấn sẽ an toàn trở về. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao hết á. Tôi chỉ còn cách á, giữ tính mạng cho chồng của tôi thôi. Tôi buộc phải lựa chọn như vậy. Bọn chúng đòi 5 tỷ đúng không? Đúng vậy. Bọn chúng còn cho thời hạn á, là bắt đầu từ sau cuộc gọi tối qua. 5 tỷ là số tiền không nhỏ. Tôi cần phải có thời gian để chuẩn bị. Tôi biết, tôi biết điều đó. Bây giờ tôi rối lắm. Mọi chuyện á, tôi nhờ anh hết. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Bây giờ tôi quay về công ty để làm thủ tục rút tiền. Tôi cảm ơn anh. Mọi sự á, tôi trông vào anh á. Được rồi, chào chị tôi đi. Là vì ông lo lắng bọn bắt cóc sẽ theo dõi những người thường xuyên ra nhà anh Tuấn nên đã chủ động liên lạc hẹn gặp tôi ở đây. Đúng rồi, tính mạng của anh Tuấn phải được đưa lên hàng đầu. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi cần biết đầy đủ những chi tiết để chúng tôi có thể lần ra manh mối của bọn bắt cóc. Được. Vợ của anh Tuấn là Mỹ Phương. Cô ấy chỉ cho tôi biết số tiền mà bọn bắt cóc đòi chuộc là 5 tỷ. Sau 3 ngày phải giao đủ cho chúng. Vậy còn địa điểm giao dịch? Bọn chúng nói sẽ chủ động liên lạc lại, rồi sẽ cho biết địa điểm khi tới ngày giao dịch. Vậy lý do gì mà chị Mỹ Phương lại không trình báo chuyện này cho cơ quan chức năng? Có lẽ cô ấy lo cho tính mạng của chồng mình nên không muốn báo công an. Được rồi, trước mắt thì ông hãy cứ làm theo lời dặn của chị Mỹ Phương và chuẩn bị đầy đủ tiền chuộc của bọn bắt cóc. Đồng thời quan sát mọi động tĩnh của chị Phương và tìm cách báo lại cho tôi. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước nhé. Chào anh. Điều tra thông tin về Hoàng Văn Tuấn và nhân thân của anh ta. 30 phút nữa tôi có mặt. Vẫn chưa có thông tin gì sao? Rồi rồi, tôi biết rồi. Tuấn là giám đốc của một công ty chuyên về nông sản xuất khẩu, nên việc làm ăn của công ty này khá là thuận lợi. Và mâu thuẫn rất là mang, chắc chắn là có. Nhưng hiện tại thì tôi chưa thể xác minh. Còn Trần Mỹ Phương là vợ của Tuấn, ở nhà nội trợ nhiều năm nay. Người cuối cùng cung cấp thông tin cho chúng ta là ông Lê Hữu Lý, trợ lý của Tuấn. Người này hiện tại đang độc thân và có lý lịch rất là sạch sẽ. Khó khăn hiện tại của chúng ta là đến thời điểm bây giờ
Bên phía gia đình của nạn nhân vẫn nhất quyết không chịu hợp tác và cũng như không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì cả. Vậy nên trước mắt chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tin từ ông Lý mà thôi. Nếu như vậy thì chúng ta ở thế bị động, sẽ rất khó cho công tác điều tra. À, hay là chúng ta cử thêm một mũi trinh sát nữa để theo dõi sát sao chị Phương? Cũng được, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Bởi vì nếu đã bị lộ thì chúng ta chẳng khác nào bước vào động rừng, sẽ gây nguy hiểm đến nạn nhân. Rõ. Đây là số tiền 5 tỷ, theo đúng như chị yêu cầu. Tôi cảm ơn anh. Dạ. Bọn bắt cóc vẫn chưa gọi lại sao? Tôi lo lắm, không biết chồng tôi có bị sao không nữa. Lỡ như tụi nó làm khó chồng tôi không dám nghĩ nữa. Chị có điện thoại đó, nghe đi. Nghe đi. Bọn chúng gọi. Nghe đi. Tôi nghe. Đã chuẩn bị tiền xong rồi đúng không? Tại sao các anh biết? Rồi khi nào mấy anh thả chồng tôi? Lấy tiền xong sẽ thả. Ngày giờ địa điểm vừa được gửi trong tin nhắn. Nhớ, mày mà báo công an thì... Anh Tuấn! Anh Tuấn phải không? Anh có sao không? Anh Tuấn! Anh Tuấn! Mày ngồi làm gì chồng tôi vậy? Mày ngồi không được làm gì chồng tôi hết? Tôi chưa nói xong à? Alo! 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 Bây giờ phải làm sao? Trước mắt cứ đến đúng giờ và địa điểm như trong tin nhắn đã nhắn. Bây giờ chúng ta chia tiền ra làm thành hai túi. Đến giờ đi gặp, tôi sẽ cùng đi với chị. Nhưng mà lỡ như tụi nó biết có người thứ hai đi thì sao? Chị cứ yên tâm, sát giờ hẹn bọn chúng sẽ gọi lại. Lúc đó chị chỉ cần nói như thế này: tôi không biết lái xe nên cần một người đi theo. Được, chuyện đó chúng tôi sẽ lo. Còn việc tôi đi theo cô Phương là để làm gì? Ông và cô Phương hãy cứ làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Nhưng mà nhớ, đừng để lộ với chị Phương là có chúng tôi đang theo dõi. Tôi biết rồi. Tiền thì cũng không nên để vào một túi mà phải chia làm hai túi. Khi đến địa điểm giao dịch thì ông hãy nói chị Phương là để mỗi nơi mỗi túi tiền, có thể giúp chúng tôi thuận tiện quan sát hơn. Được, chúng tôi sẽ làm theo ý anh. Sao tụi nó cứ kêu chạy lòng vòng qua vậy? Làm sao tôi biết được. Nó gọi. Nghe đi. Tôi nghe. Không được bước xuống, cứ bỏ tiền ra khỏi xe. Chạy lên. Thank you.
tôi giao tiền cho mấy người rồi. Chồng tôi đâu? Chừng nào tụi tao lấy được tiền thì sẽ thả thằng chồng mày. Giờ thì đi khỏi đó đi. Chạy đi anh. Tôi thuộc cơ quan điều tra. Chị Phương à, chị hãy bình tĩnh lại đi. Chị đừng trách ông Lý. Sở dĩ mà ông ấy làm như vậy là bởi vì lo cho tính mạng của anh Tuấn mà thôi. Lo hả? Lo mà anh ta đi báo công an. Lỡ như bọn bắt cóc biết, bọn chúng sẽ giết chồng tôi thì sao? Vậy chị có dám chắc là sau khi đưa tiền chuộc thì bọn chúng sẽ thả chồng chị chứ? Hay là bọn chúng sẽ giết người bịt đầu mối? Rồi đến lúc đó, tiền mất nhưng tính mạng của chồng chị vẫn không thể giữ được. Nhưng mà bây giờ tôi rối trí lắm. Tôi không biết làm sao hết. Tôi chỉ muốn giữ lại mạng sống của chồng tôi thôi. Tôi hiểu. Anh có biết không? Anh giúp tôi đi. Anh tìm cách giúp tôi đi. Tôi xin anh. Chị hãy bình tĩnh lại ha. Chị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tôi tin chắc rằng là bọn chúng sẽ tìm cách liên lạc lại. Hôm nay bọn chúng không nhận tiền bởi vì rất có thể là một phép thử của bọn chúng xem là cơ quan điều tra có nhúng tay vào hay không. Nên chị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà bây giờ tôi không chờ được một giây phút nào nữa hết. Tôi lo lắm, anh có biết không? Lỡ như chúng nó làm gì chồng tôi thì sao? Alo, tôi Mỹ Phương nghe. Sao mày dám lấy tiền về? Tôi chờ lâu quá. Tôi chờ có hơn nửa tiếng lận á. Tôi sợ người ta lấy mất tiền. Nên tôi. Được. Mày tiếc tiền hơn tính mạng của chồng mày. Vậy thì tao sẽ gửi cho mày cái đầu của nó. Không! Thương má! Thương má! Tôi xin mấy anh. Tôi xin mấy anh. Tha cho chồng tôi đi. Đừng có giết chồng tôi mà. Tôi xin mấy anh. Tao đã gửi trong tin nhắn địa điểm giao hàng mới. Mày nhớ và làm theo cho đúng. Chồng mày sẽ được an toàn. Alo. Alo. Tôi chưa nói hết. Alo. 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 Mày có chắc lần này thành công không? Chắc chắn. Con vợ nó đã bị đe dọa, không dám làm khác đâu. Tao thấy vừa rồi chỉ là thử thôi. Mày đi theo nó có gì bất thường không? Mày ngu thì ngu dưa thôi. Có gì bất thường sao tao dám hẹn gặp lại? Mày làm gì mà nóng? Mà mày nghĩ mày thông minh hơn tao á thì tao với mày á sao xảy ra chuyện này? Mày nói lại coi, chuyện này là sao? Thì bị tụi nó lừa mua hàng kém chất lượng, rồi bây giờ đối tác công ty nước ngoài yêu cầu phải bồi thường nữa. Tao đã nói với mày á là làm việc với hàng Tuấn bên Khởi Nguyên mà. Bình đã bán giá cao, sao mà lời được nhiều?
Giá cao nhưng mà người ta đảm bảo hàng chất lượng. Mày thông minh lắm. Mày có nghĩ tới cái cảnh bồi thường chưa hả? Hả thằng Minh? Ngu nè. Rồi người ta đòi bồi thường bao nhiêu? 3 tỷ. Thời gian bao lâu? Nửa năm. Nhiệm vụ kiếm 3 tỷ trong vòng nửa năm á, tao giao cho hàng thông minh. Ngu mày. Dựa vào cách kẻ bắt cóc nói chuyện với chị Phương thì tôi phỏng đoán rằng bọn chúng có hơn một người. Theo lời kể của vài nạn nhân thì anh Tuấn bị bắt cóc trước cửa nhà, nhưng bọn chúng lại không lấy xe của anh ta. Điều này chứng tỏ là bọn chúng có xe riêng. Vậy thì rất có thể là bọn chúng sẽ sử dụng chiếc xe này để đến điểm hẹn lấy tiền. Còn chưa đầy 16 tiếng nữa sẽ tới thời điểm giao dịch lần 2. Hy vọng các mũi trinh sát ngoại tuyến sẽ có kết quả sớm nhất. Xong vụ này, vừa được tiền bồi thường, dư 2 tỷ, tao với mày làm lại từ đầu. Thì chuyện này tao nghe theo mày hết á. Nhưng mà còn ông Tuấn thì sao? Việc... Mày thông minh hơn tao á, thì mày tháo không ra đi. Mày ngu thì cũng ngu vừa thôi. Thả nó ra, chẳng khác nào mình tự tìm đường chết. Tao với mày chưa kịp trốn nữa là bị tóm rồi, mày hiểu chưa? Lỡ đâm lao rồi không dừng lại được đâu. Nhưng mà tao không xuống tay được. Mày cứ theo kế hoạch mà làm, xong việc mày ra điểm hẹn trước, tao quay về xử nó rồi ra sao. Tất cả hành động. Vậy là thành công rồi hả? Rồi được rồi. Báo cáo chỉ huy, con tên đã được giải cứu thành công. Rõ.
Báo cáo anh, có kết quả rồi. Ừ, ngồi đi. Chiếc xe này là chiếc xe của một gara chuyên cho thuê, được một người đàn ông tên là Lê Quang Dũng thuê cách đây 7 ngày. Đúng như dự đoán, chiếc xe này di chuyển tất cả các tuyến đường mà xe của chị Phương đi qua trong lần giao dịch trước. Truy vết chiếc xe này ngay, chắc chắn nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi nạn nhân bị giam giữ. Bây giờ sao? Tính sao? Cần muốn gì tránh xe người ta đi kìa. Anh cứ gây khó dễ hoài vậy, anh đâu có bị gì đâu. Bây giờ sao? Bây giờ anh tính sao? Bây xin lỗi tao không? Vậy tôi xin lỗi anh đó, giờ tránh được cho người ta đi. Bây giờ cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Bây giờ cái gì? Thôi mình tránh chỗ cho ta đi chứ. Anh tránh đường cho người ta đi. Anh Dũng, anh đã bị bắt.